Xin chào các bạn, mình là Du, lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt ngôn ngữ lập trình Golang vào hệ điều hành Linux. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng hệ điều hành Ubuntu, bởi vì hệ điều hành Ubuntu cũng được xây dựng dựa trên hệ điều hành Linux, nên cái cách cài đặt của nó cũng sẽ giống với tất cả các cái hệ điều hành khác. Các bạn có thể thực hiện tương tự như vậy. Thì trước khi bắt đầu vào phần cài đặt, thì chúng ta kiểm tra xem ngôn ngữ lập trình Golang đã được cài đặt trên cái máy tính của chúng ta hay chưa, bằng cách là chúng ta truy cập vào phần mềm ứng dụng có tên là Terminal. Sau đó thì chúng ta gõ lệnh go, sau đó chúng ta enter. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta gõ lệnh go và enter thì hệ điều hành xuất ra một cái cảnh báo cho chúng ta là cái lệnh go này không được tìm thấy, nghĩa là tức là cái ngôn ngữ lập trình Golang chưa được cài đặt ở trên máy tính của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt nó. Thì để cài đặt ngôn ngữ lập trình Golang thì chúng ta có thể mở bất kỳ một cái trình duyệt nào để truy xuất vào trang chủ của ngôn ngữ lập trình Golang. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái trình duyệt Firefox. Rồi, thì sau khi chúng ta mở trình duyệt Firefox, chúng ta sẽ truy xuất vào cái trang chủ của ngôn ngữ lập trình Golang là golang.org. Sau đó, khi chúng ta truy cập vào trang chủ của ngôn ngữ lập trình Golang thì chúng ta thấy là ngay ở đầu trang thì chúng ta có cái nút là Download Go. Chúng ta bấm đi vào bên trong nó. Thì ở bên trong, người ta đã để sẵn cho chúng ta các cái bộ cài đặt tương ứng với các hệ điều hành mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ ở đây là bộ cài đặt cho hệ điều hành Microsoft Windows. Ở đây là bộ cài đặt cho hệ điều hành Apple Mac OS. Và ở đây thì chúng ta sẽ download cái bộ cài đặt dành cho hệ điều hành Linux và chúng ta đang sử dụng đây là Ubuntu. Thì cái bộ cài đặt này là ngôn ngữ lập trình Golang có cái phiên bản Go 1.15.2 và được sử dụng cho cái bộ xử lý Intel 64 bit. Chúng ta sẽ bấm vào để download nó. Thì mình sẽ chọn mình save cái file này lại vào trong cái máy tính của mình. Rồi, thì trong quá trình chờ đợi cái file được download thì chúng ta sẽ đi vào cái phần là hướng dẫn cài đặt ở trên hệ điều hành Linux. Thì cái file mà chúng ta vừa download là một cái file đã được zip với cái dạng là chấm chấm ta chấm gz. Thì bây giờ chúng ta sau khi download xong, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các cái lệnh theo các bước 1, 2, 3 và 4 này để chúng ta thực hiện cài đặt cái ngôn ngữ lập trình Golang vào trong hệ điều hành Linux. Chúng ta kiểm tra xem quá trình cài đặt đến đâu rồi. Như vậy là chúng ta đã download xong cái file của ngôn ngữ lập trình Golang ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cái bước đầu tiên. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta giải nén nó. Giải nén nó vào trong cái thư mục là user user local. Thì chúng ta sẽ đi vào cái thư mục download. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện giải nén vào trong thư mục user local. Sau đó thì chúng ta gạch là xzf. Rồi cái file là go 1 .15.2.linux amd 64.ta.gz. Thì chúng ta enter. Thì các bạn thấy là ở đây trong quá trình mà nó giải nén cái file này thì nó bị một cái hạn chế là permission deny, là bởi vì cái folder cái thư mục user xoẹt local này nó cần phải có cái quyền admin để truy xuất, nên chúng ta sẽ thực hiện lại cái lệnh ở trên. Tuy nhiên chúng ta sẽ thêm vào một cái lệnh là sudo để chúng ta lấy cái quyền admin và chúng ta sẽ gõ password của nó, gõ password của admin để lấy cái quyền truy xuất. Rồi,
Thì sau khi chúng ta thực hiện giải nén xong thì chúng ta có thể thấy là ở trong cái folder user local hiện tại của chúng ta nó đã có cái thư mục của cái ngôn ngữ lập trình Golang ở bên trong. Bây giờ cái bước thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện tạo ra một cái path, một cái biến môi trường, environment variable, bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện cái chúng ta sẽ phải ép vào một cái dòng thì chúng ta ép bằng cách là chúng ta gõ cái lệnh này thôi. Chúng ta cũng là export pass rồi sau đó là a cộng đô la pass sau đó là hai chấm chúng ta duyệt là user duyệt local chúng ta duyệt bin rồi sau đó thì chúng ta enter. Đó, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái đường dẫn để đến cái biến môi trường cho cái lệnh go của chúng ta. Bây giờ bước thứ ba là chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ kiểm tra lại coi cái lệnh go của chúng ta đã được cài đặt như thế nào rồi. Chúng ta thử lệnh là go version. Thì các bạn thấy là như vậy là cái ngôn ngữ lập trình Golang nó đã được cài đặt vào cái hệ điều hành Ubuntu của chúng ta. Lúc nãy chúng ta gõ go thì chúng ta có lỗi, nhưng mà bây giờ khi chúng ta gõ go thì cái hệ điều hành nó đã hiểu đây là một cái chương trình ngôn ngữ lập trình Golang, và nó chúng ta thêm một cái lệnh ở phía sau là xuất ra cái phiên bản hiện tại của ngôn ngữ lập trình Golang đó, thì chúng ta có là go version go 1. Go 15.2 Linux AMD 64. Thì đây là cái phiên bản mà chúng ta vừa cài đặt vừa download về. Thì chúng ta muốn chắc chắn thêm một chút nữa là chúng ta sẽ kiểm tra cái khả năng biên dịch của ngôn ngữ lập trình Golang. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái file là Gedit. Chúng ta sẽ gọi cái trình soạn thảo văn bản Gedit và chúng ta sẽ tạo một cái file là hello chấm chấm go. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu gõ một cái chương trình Hello World của ngôn ngữ lập trình Golang. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái package main. Rồi chúng ta sẽ import vào cái hàm fmt. Cái package main này chúng ta không cần phải có hai cái dấu phẩy, hai cái dấu lớn hơn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ khai báo cái hàm chính là một cái hàm main không có tham số. Rồi trong cái hàm main không tham số thì chúng ta chỉ gọi ra cái hàm println của fmt thôi, có một cái xuất ra một cái chuỗi là hello hello world. Rồi sau đó thì chúng ta save cái file này lại. Rồi, bây giờ chúng ta thử gõ cái lệnh là go cách khoảng run và cái file hello chấm chấm go. Thì các bạn thấy là ngay lập tức cái chương trình ngôn ngữ lập trình Golang nó xuất ra chúng ta một cái chuỗi là hello world lên cái màn hình console này, là bởi vì nó đã đọc vào cái mã lệnh Golang ở trong cái file hello world chấm go. Sau đó nó biên dịch. Sau đó nó thực thi cái lệnh biên dịch đó, và ở trong cái mã lệnh thì nó chỉ yêu cầu chúng ta là xuất ra một cái màn hình cái chuỗi Hello World. Thì như vậy là chúng ta đã thành công trong việc cài đặt ngôn ngữ lập trình Golang vào hệ điều hành Linux. Đối với các cái hệ điều hành Linux khác thì các bạn cũng sẽ làm tương tự những cái bước như mình đã trình bày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay là có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.